Hello, xin chào quý anh chị quay trở lại với kênh của trường nha. Vừa rồi em có quay video báo giá tất cả xe cửa hàng á, có nhiều anh chị hỏi em xe này. Giờ em quay video chi tiết thì hôm nay em sẽ quay cho anh chị xem nha. Đây là Volkswagen Polo máy 1.6 số tự động đời 2016. Xe này nhập khẩu nguyên chiếc nha anh chị. Mới lần bánh chỉ có 48.000 cây số thôi. Chạy mỗi năm có vài ngàn cây số thôi. Chất xe còn rất là mới anh chị. Xe này là một chiếc xe phân khúc B, máy 1.6. Nhưng mà trong cùng phân khúc thì thiết kế của xe này thì không đẹp bằng những xe khác. Mà được cái thì gầm bệ rất là chắc chắn, dàn đồng chắc lắm anh chị. Và lúc mua mới xe này là một trong những chiếc xe mắc nhất phân khúc. Giá niêm yết là tới 699 triệu, lăn bánh là lăn quanh đâu đó khoảng 800 anh chị. Mắc lắm. Mà bây giờ bán lại chưa được nửa giá nữa. Chỉ có 348 triệu thôi. Mức giá rất là hợp lý cho anh chị trải nghiệm một chiếc xe Đức giá rẻ ha. Đây là Polo nè anh chị. Thương hiệu Volkswagen, một trong những tập đoàn ô tô lớn nhất toàn cầu. Một trong những hãng xe đầu tiên của thế giới. Đây cốp xe nè anh chị. Mẫu xe hatchback thì cốp xe cũng tương đối thôi, không quá rộng ha. Đây bánh xe cua ở dưới này, xe cua chưa xài nha anh chị, đó đồ nghề chưa xài nè. Xe này thì được cái là rất là chắc chắn, gầm bệ chắc, không quá rộng rãi đâu ha. Phân khúc B hatchback thì ngồi nó cũng đủ xài thôi anh chị, tương đối thôi. Biển Sài Gòn sẵn cho anh chị. Hôm nay thì anh chị ở Sài Gòn mua xe tỉnh hoặc là mua xe Sài Gòn gì cũng sang tên, không tốn 20 triệu tiền biển số hết, nên anh chị thoải mái ha. Đây bản này là bản đủ thì nó là mâm đúc vàng vỏ dày cuôi. À xe này mang Nissan 1 cam ha, Nissan rất là nổi bật. Em đang còn hai xe hatchback, một xe 1 cam là chiếc này đời 2016 và một xe 2018 màu đỏ. Xe này nội thất mới lắm anh chị, gần như là không có vết trùng luôn, ngồi cũng tương đối thôi, không quá rộng rãi đó ha. Em cao 1m7 mà dư khoảng nửa gan, khoảng nửa gan tay, 1m8 ngồi cũng được ha, không quá rộng. Đây nội thất thì mới tinh. Xe này có màn hình, có camera lùi rồi đầy đủ hết. Nói chung những cái cơ bản thì xe này có rồi. Phía sau là ba tự đầu cho ba người ngồi luôn. Nội thất cũng còn tươm tất lắm anh chị. Có đi ép chân kính hết à, nhìn nó sáng xe lắm. Xe này xài chìa khóa thường, không phải smart key. Ghế dùng ghế cơ thôi. Anh chị nhìn nội thất cũng còn sạch sẽ tươm tất quá ha. Xe trang bị màn hình cam lùi đầy đủ hết, nhưng mà cam lùi nó sẽ không được sắc nét anh chị. Đây đồng hồ là 48.000 cây số thôi, chạy rất là ít luôn. 2016 tới bây giờ là 8 năm thì tính ra mỗi năm chạy có 6.000 cây số thôi anh chị, chạy ít lắm. Nói chung xe này thì option nó cũng chẳng có gì hết trơn, quan trọng là cục máy, hộp số và khung gầm, chạy rất hay. Điều hòa cũng là cơ hết, dành cho chị thích cảm giác lái thôi. Ghế và nội thất còn mới lắm anh chị, 48.000 cây số mỗi năm chạy có 6.000, ít lắm. Đây, nước sơn còn long lanh. Xe này bên em đã đánh bóng sạch sẽ rồi. Anh chị nhìn trái đèn nè. Đó, còn trong và sáng. Đó. Rồi để mở khóa máy cho anh chị xem nha. Đây máy xe này anh chị, máy 1.6, một trong những xe có máy lớn nhất phân khúc. Đó, máy móc nguyên zin hết á. Anh chị nhìn cục máy nè. Nhìn rất là chắc chắn đúng không? Đồ của Đức thì nhìn rất là khác. Máy móc, hộp số, hồ sơ pháp lý rồi bên em sẽ cam kết tuyệt đối cho anh chị ha. Chuẩn chỉ từng chi tiết. Đó, Volkswagen Polo số tự động đời 2016 bản full nha anh chị, không phải bản thiếu đâu. Máy móc nguyên zin, giá chỉ có 348 triệu thôi. Mức giá rất là hợp lý cho anh chị sở hữu một chiếc xe Đức trong tầm giá 300, cứng cáp, gầm bệ chắc chắn và phụ tùng rất là dễ thay thế ha. Xe này thì một trong những dòng xe giá rẻ của Volkswagen thì chi phí phụ tùng nó cũng rẻ lắm anh chị, vào hãng là có hết. Xe này anh chị muốn vay ngân hàng thì em vẫn hỗ trợ làm được cho anh chị luôn ha. Nếu như mà anh chị muốn vay ngân hàng thì trả trước đâu đó khoảng 150 nó có thể nhận xe rồi. Rồi cảm ơn chị xem video nha. Anh chị quan tâm xe này hoặc là có xe muốn cáp đổi muốn lên đời thì cứ liên hệ cho em nha. Nếu như anh chị biết người quen này bán xe thì giới thiệu giúp em nha, sẽ có hoa hồng cho anh chị giới thiệu. Rồi cảm ơn chị xem video nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Bye bye.